Về xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, câu chuyện về một nông dân đã bỏ tiền cá nhân mua 500 thẻ bảo hiểm y tế, trao tặng cho hộ nghèo đã làm nhiều người thêm trân trọng nghĩa cử cao đẹp của ông với nghĩa xóm tình làng. Đó là ông Lê Văn Xem, 72 tuổi. Ngoài ra, ông còn phát hàng chục tấn gạo, xây dựng nhà thuốc nam, hỗ trợ vườn cây bạch đàn cho bà con nghèo có nhu cầu xây dựng nhà tình thương dù làm rất nhiều việc có ý nghĩa nhưng lão nông ở tuổi cổ lai hy này cho biết một điều hết sức bình thường ngày xưa cuộc sống của ông cũng khó nhọc cũng từng nhận được sự giúp đỡ của nhiều người giờ có điều kiện hơn thì việc giúp đỡ người nghèo khó với ông đó là một cách trả ơn đời